Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thái Bình. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Trong phiên xét xử sơ thẩm sáng nay 8 tháng 1, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội thực hành quyền công tố tại phiên tòa xét xử 36 bị cáo và hai cựu bộ trưởng Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long trong đại án Việt Á sẽ nêu quan điểm giải quyết vụ án, đồng thời đề nghị mức án đối với các bị cáo. Trong suốt quá trình diễn ra phiên tòa, hầu hết các bị cáo đã tỏ ra thành khẩn nhận tội. Để thực hiện được những sai phạm, Phan Quốc Việt đã được hối lộ với tổng số tiền là 3 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 68 tỷ đồng và 4 tỷ đồng. Trong đó, Phan Quốc Việt đã đưa hối lộ Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Y tế 2,2 triệu đô la Mỹ, Nguyễn Huỳnh, thư ký của ông Long 4 tỷ đồng, Nguyễn Minh Tuấn, cựu vụ trưởng vụ trang thiết bị và công trình y tế Bộ Y tế 300.000 đô la Mỹ. Trịnh Thanh Hùng, cựu vụ phó vụ khoa học công nghệ 350.000 đô la Mỹ, Nguyễn Nam Liên, cựu vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính Bộ Y tế 100.000 đô la Mỹ. Trình bày tại tòa, bị cáo Phan Quốc Việt đã thừa nhận đề tài nghiên cứu chế tạo kit xét nghiệm là thuộc sở hữu của nhà nước. Việc lấy kit xét nghiệm từ sản phẩm thuộc sở hữu của nhà nước thành sản phẩm thuộc sở hữu của công ty Việt Á là vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, Việt còn chi tiền cảm ơn cho ông Nguyễn Văn Trịnh, cán bộ văn phòng chính phủ 200.000 đô la Mỹ. Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Khoa học Công nghệ 200.000 đô la Mỹ, Phạm Công Trạc, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ 50.000 đô la Mỹ. Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định biết Phan Quốc Việt từ năm 2017 song không hề ưu ái sản phẩm kit test của Việt Á. Việc cấp phép chính thức cho kit test Việt Á vì cái chung nôn nóng có sản phẩm chống dịch. Dù khẳng định không ưu ái gì, song cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long thừa nhận thông qua bị cáo Nguyễn Huỳnh đã nhận 2,2 triệu đô la Mỹ của Việt Ngoài ra, bị cáo Long cũng nhận 50.000 đô la Mỹ trực tiếp từ ông chủ Việt Á. Nói về số tiền đã nhận, cựu bộ trưởng nói, tôi đã sai, tôi xin lỗi, và cho biết việc nhận tiền diễn ra nhiều lần, song do việc chủ động chứ bị cáo không gợi ý. Về số tiền 2,25 triệu đô la Mỹ đã nhận, bị cáo Long cho hay đến nay đã tác động gia đình khắc phục toàn bộ. Cũng tại tòa, bị cáo Chu Ngọc Anh thừa nhận việc ký các quyết định giao công ty Việt Á là đơn vị phối hợp nghiên cứu, đề tài nghiên cứu chế tạo kit xét nghiệm COVID-19 là vi phạm pháp luật. Bị cáo này tỏ ra hối hận, nhận lỗi trước Đảng, nhà nước và nhân dân. Sau khi nhận 200.000 đô la Mỹ, bị cáo mong muốn trả lại nhưng do bận nên chưa thể thực hiện, khi mang tiền về nhà cất thì bị mất. Theo thông tin cho biết, sau nhiều giờ truy lùng công an vẫn chưa bắt giữ được nghi phạm. Tại khu vực này trong ngày, công an đã huy động chó nghiệp vụ và sử dụng flycam để truy tìm nghi phạm. Khu vực nghi có nghi phạm đang lẫn trốn là một khu đất rộng lớn hàng trăm hecta ở ấp 7 xã Lương Hòa, huyện Bến Lức. Nơi đây bị che khuất bởi cây cối có hoang một ôm tùm. Bên trong không có đường nhưng nhiều rạch. Bao quanh khu vực còn có các khu dân cư và các tuyến đường dân sinh, dù khá nhỏ hẹp. Suốt đêm qua 7 tháng 1, cả trăm lực lượng của Công an thành phố Hồ Chí Minh và Công an thành phố Long An cùng các lực lượng dân phòng vẫn đang bao vây khu vực xác định có nghi phạm giết người đang lẫn trốn. Ngay khi xác định nghi phạm có khả năng đang chạy trốn ẩn nấp trong khu vực này, nhiều lực lượng của công an thành phố Hồ Chí Minh và Long An cùng lực lượng dân phòng đã bao vây các lối ra vào đều có chút chặn kiểm soát. Tuy nhiên, do khu vực rất rộng lớn, cây cối um tùm nên việc truy tìm rất khó. Lực lượng chức trách đã được tăng cường xuống khu vực này để tiếp tục kiểm soát, mở rộng truy bắt nghi phạm sang các vùng giáp ranh. Sự việc công an truy bắt nghi phạm giết người cũng thu hút sự chú ý của người dân. Vì vậy, người dân trong khu vực cũng rất quan tâm đến những trường hợp khả nghi để báo cơ quan chức năng. Trước đó, khoảng hơn 10 giờ ngày 6 tháng 1, người dân nghe tiếng la ó bên trong một quán cà phê ở xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này, một nam thanh niên rời đi trên chiếc xe máy của nạn nhân với tốc độ nhanh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã truy đuổi để bắt giữ đối tượng. Tuy nhiên, khi đến đoạn qua xã Lương Hòa, nghi phạm liền bỏ xe máy lại bên đường, rồi chạy xuống một khu đất rộng. Toàn cây dài mọc ôm tùm. Trong đêm 6 và suốt ngày 7 tháng 1, lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh và công an Long An đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ và lực lượng dân phòng tại địa phương bao vây khu vực nghi phạm giết người đang lẫn trốn. Người dân sinh sống quanh khu vực được đề nghị cảnh giác và khi phát hiện khả nghi thì cần báo cáo ngay cho cơ quan công an. Theo thông báo của chủ tọa phiên tòa xét xử đại án Việt Á hôm nay mùng 8 tháng 1, Viện kiểm sát nhân dân Hà Nội sẽ công bố bản luận tội với 38 bị cáo và các bên có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Trong đại án Việt Á, có 6 người bị cáo buộc tội nhận hối lộ, bị truy tố khung hình phạt từ 20 năm trung thân hoặc tử hình. Tuy nhiên, nhiều bị cáo đã nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận từ Phan Quốc Việt và thừa nhận sai phạm. Theo luật sư Nguyễn Minh Long, giám đốc công ty luật Dragon, đoàn luật sư Hà Nội, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao năm 2020 có nghị quyết số 03-2020-NQ-HDTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ Luật Hình sự trong xét xử tội phạm tham nhũng và tội phạm khác về chức vụ. Trong đó, khoản 2 điều 5 về nguyên tắc xử lý đối với tội phạm tham nhũng, tội phạm khác về chức vụ có quy định. Trong quá trình tố tụng, người phạm tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ đã chủ động nộp lại hoặc tác động người thân khác nộp lại ít nhất 3 phần tư tài sản tham ô nhận hối lộ, thì không áp dụng mức cao nhất của khung hình phạt mà người phạm tội bị truy tố xét xử. Do đó, Viện Kiểm sát Nhân dân sẽ căn cứ vào các tình tiết này để đề nghị mức án hợp lý theo quy định pháp luật, trong 3 ngày xét hỏi, ngoài bị cáo xin xét xử vắng mặt vì mới sinh con, 37 người còn lại đều thừa nhận hành vi, trong đó có cựu bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Ngọc Anh, cựu bí thư tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng. Tuy nhiên, nhìn lại một số buổi xét xử, ở phần thẩm vấn của chủ tọa, đại diện viện kiểm sát nhân dân và tham gia xét hỏi của luật sư bảo chữa cho các bị cáo có số vấn đề được hỏi nhiều, có những lời khai còn mâu thuẫn và trái ngược nhau. Theo cáo trạng, để tiêu thụ kit test tại các địa phương với số lượng lớn, được thanh toán theo giá đã nâng khống, Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, cùng nhân viên thông đồng câu kết với lãnh đạo, nhân viên các cơ sở y tế công lập, thực hiện ứng hàng sử dụng trước, hợp thức hồ sơ thanh toán sau. Phan Quốc Việt chỉ đạo nhân viên tính toán, chi tiền phần trăm ngoài hợp đồng, trực tiếp hoặc nhân viên dưới quyền, đưa hối lộ cho các lãnh đạo, nhân viên cơ sở y tế công lập, tổng cộng hơn 34 tỷ đồng. Tại phiên tòa hôm 5 tháng 1, Phan Quốc Việt cho biết tỷ lệ chiết khấu từ 5 đến 20% tùy vào khách hàng. Ngoài ra, hoa hồng cho các địa phương sẽ từ 15 đến 45%. Tất cả khoản chi trước khi chuyển cho các địa phương đều thông qua Việt Duyệt. Phan Quốc Việt còn nói, tất cả việc chi tiền phần trăm, đưa hối lộ đều theo quy định bản thân đã đưa ra, không có thỏa thuận trước, chỉ khi nào nhận tiền thanh toán bán kít, sinh phẩm thì mới chi tiền cho họ. Các bức ảnh không gian được Business Insider đưa tin đã cho thấy, trận động đất ở Nhật Bản với cường độ 7,6 độ Richter đã khiến đất dọc bờ biển của quốc gia này nhô cao tới 4 mét. Chưa hết, Viện Nghiên cứu Động đất tại Đại học Tokyo phát hiện ra rằng bờ biển đầy cát ở phía tây Nhật Bản đã dịch chuyển tới 250 mét về phía biển ở một số nơi, tức là gấp đôi chiều dài sân bóng ở Mỹ. Điều đó có nghĩa là đáy biển dọc theo bờ biển hiện đã nhô lên trên mặt nước ở nhiều nơi trên bán đảo Noto, tầm chấn của động đất tạo ra những bãi biển mới lộ thiên. Cơ quan Thông tin Không gian Địa lý Nhật Bản đã công bố phân tích vệ tinh sơ đồ về bán đảo Noto, so sánh hình ảnh vệ tinh từ tháng 6 năm 2023 với hình ảnh từ những ngày sau trận động đất, cơ quan này cũng đã xác định được nhiều khu vực nơi đường bờ biển mới đã xuất hiện. Hãng AP hôm mùng 6 tháng 1 cũng đưa tin, số người thiệt mạng do vụ động đất lớn ở miền Tây Nhật Bản đã lên tới 100 người. Lực lượng cứu hộ hàng nghìn người của nước này đang phải vật lộn với các cơn dư chấn để đưa người ra khỏi đống đổ nát một cách an toàn. Hàng nghìn binh sĩ Nhật Bản đã tham gia nỗ lực tiếp cận những điểm bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ trận động đất trên. Bán đảo Noto được nối với phần còn lại của đảo chính Honshu bằng một dải đất hẹp. Hàng chục dư chấn đã làm rung chuyển Ishikawa và khu vực lân cận trong tuần qua. Nhật Bản với những đường đứt gãy đan xen bên dưới là một quốc gia cực kỳ dễ xảy ra động đất. Các chuyên gia tại quốc gia này cũng cảnh báo trong thời gian tới, Nhật Bản sẽ có thêm những dư chấn mới.